Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 330 anh em nhé. Mặc dù Vũ Hào không thẹn với lương tâm, những gì đường môn có thể làm cho chiến đội xử lý các đều đã làm, nhưng hắn vẫn lo lắng như trước. Hơn nữa hắn cũng biết sự lo lắng này không chỉ hiện ra ở trong lòng của hắn, tất cả mọi người của đường môn cũng đều lo lắng. Ở sâu bên trong lòng bọn họ, quang vinh của xử lý các không hề kém hơn so với vinh quang của đường môn. Sau một thời gian, cuối cùng cũng đến phòng trọ Thanh Sáp, tinh thần có một chút hoảng hốt của Vũ Hạo liền khôi phục lại bình thường. Ánh mắt thêm vài phần cao ngạo, đầu khẽ nâng lạnh nhạt tựa vào lưng ghế xe lăn. Thần An hôm nay tự mình đứng ở trước cửa phòng Thanh Sáp đón tiếp bọn họ, nhìn thấy bốn người xuất hiện vội vàng bước nhanh lên đón. Thần An cung kính sẽ nói, ngày đã tới. Ừ, Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, tình hình ngày hôm nay thế nào? Thần An nói, hôm nay bên trên phái ra xuống 3 vị hồn đạo sư cường đại trấn thủ, 2 người cấp 6, 1 người cấp 7 tạo thành tổ trọng tài. Vũ Hạo nhìn hắn một cái sẽ nói, vậy còn ngươi? Thần An cười khổ, làm người trợ giúp thôi, ta đây là lấy lý do ra nghênh đón khách quý mới xa tới ngoài này. Ừ, ngươi làm rất tốt. Vũ Hạo hướng đến hắn gật đầu một cái, sắc mặt trở nên nhu hòa vài phần. Đại nhân là như thế này, đề thi chế tạo thì tài hạ cũng không biết. Sau khi mở ra cuộc thi mới bắt đầu công bố, trong thi đấu vòng ngoài 48 người cùng một phòng đem chia làm 24 nhóm tiến hành thi đấu, hai hồn đạo sư làm thành một tổ, hồn đạo khí chế tạo không hề hạn chế, chúng ta cung cấp rất nhiều kim loại quý hiếm cùng với các loại kim loại thường để những hồn đạo sư tiến lên lựa chọn. Thế nhưng lần này thời gian đã có hạn chế, chỉ 2 canh giờ sau những hồn đạo sư chỉ có thể tự cầm tác phẩm mới của mình ra trực tiếp thí nghiệm với hồn đạo khí. Hai bên không đường tiếp xúc và quan sát hồn đạo khí của đối thủ, nếu phát hiện ra hồn đạo khí của mình so với đối thủ kém rất nhiều có thể tự động nhận thua. Nếu hai bên không ai nhận thua, chúng ta bố trí sân đấu, hai bên dùng sản phẩm hồn đạo khí mới chế tạo ra, không dùng thêm bất cứ hồn đạo khí nào khác tiến hành chiến đấu, ai thắng có thể đi tiếp. Nói đến đây Thần An dừng lại một chút sau đó mới trầm giọng nói, bất kể sinh tử. Vũ Hạo bĩu môi rồi nói, tốt một cái không bàn sinh tử, vậy thì hôm nay sòng bạc chính là cược người nào thắng. Thần An gật đầu rồi nói, có rất nhiều cách đặt cược, ví dụ như là kết quả các trận thi đấu ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu người chết, những thứ này cũng có thể đặt cược, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là lời ngài vừa nhắc tới, thắng bại của trận đấu. Chúng ta còn dựa theo tình huống thi đấu phía trước mà điều chỉnh tỷ lệ đặt cược, tỷ lệ đặt cược này sẽ không ngừng được điều chỉnh cho đến trước khi mà trận đấu diễn ra một khắc. Vũ Hạo gật đầu khoát tay nhìn mặt Thần An rồi nói, ở trước khi trận đấu bắt đầu 1 phút đồng hồ, đặt vào ta 100 kim hồn tệ, vào đại ca của ta 100 vạn kim hồn tệ. Hắn vừa nói xong Thần An không nhịn được mà hít sâu một hơi, đây thế như trước chỉ là một cuộc đánh bạc. Hơn nữa Vũ Hạo hiện tại ngay cả đối thủ của mình là ai cũng không biết, vậy mà đặt cược lớn như vậy. Hơn nữa lại chính là đặt cược ở ngay trước khi trận đấu bắt đầu, ảnh hưởng của tỷ lệ đặt cược sẽ giảm xuống thấp nhất, chẳng những tự tin mà còn rất là ngay thẳng. Vũ Hạo nhạt cười rồi nói, lần trước thua lần này phải lấy lại cho đủ, đi thôi chúng ta đi vào. Vũ Hạo đánh thứ tự thứ 10, Thần An nói cho hắn biết hôm nay đối thủ quán là một người số 48, dựa theo tình huống phía trước mà phán đoán phải là một hồn đạo sư cấp 4 ưu tú, cũng có thể đã tiến đến gần là cánh cửa cấp 5. Hoa theo đầu đánh số 88, đối thủ quán chính là số 21, cũng là một hồn đạo sư cấp 4, thực lực nếu như so với đối thủ của Vũ Hạo thì kém hơn một chút. Tiến vào phòng nghỉ ngơi của khách quý, bốn người Vũ Hạo liếc mắt đã thấy đường số 12 và 18 ngồi ở một bên trong. Bọn họ hôm nay mới tới sớm hơn một chút, hơn nữa không mang theo thủ hạ, hai người ngồi cùng nhau không biết vừa nói cái gì. Nhìn thấy bốn người Vũ Hạo tiến vào, số 12 mỉm cười hướng đến hắn gật đầu. Vũ Hạo cũng gật đầu đáp lễ, thế nhưng kiêu ngạo trên mặt không hề giảm chút nào. Người số 18 có vẻ lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn Vũ Hạo ẩn ẩn ra mang theo sự khinh thường. Thần An mang bốn người đến nơi liền đi ra bên ngoài, dù sao thì hắn cũng còn rất nhiều chuyện phải làm. Vương Đông Nhi bưng một ly nước trái cây cho Vũ Hạo, Vũ Hạo mới vừa uống một hơi, ở bên kia người số 12 đã đi tới. Xin chào huynh đệ, có thể nói chuyện một chút được không? Số 12 hơi là khom người, rất là lễ độ hướng đến Vũ Hạo lên tiếng chào hỏi. Vũ Hạo cười nhạt một tiếng rồi nói, mời, ngồi đi. Còn không biết quý tính cao danh của huynh đệ, số 10 lúc này ngồi xuống ghế tự nhiên hỏi. Vũ Hạo nói, ta là số 10, ta cũng biết người là số 12. Đáy mắt của hồn đạo sư số 96 lóe lên khi mà thấy Vũ Hạo từ chối nói cho họ tên của hắn. Hắn cũng không khỏi lại, mỉm cười rồi nói, số 66, vậy thì ngươi đối với ngày thi đấu ngày hôm nay có ý kiến gì không? Vũ Hạo trong ánh mắt phảng phất có một chút phấn khởi, ánh sáng lại lóe lên. Có chút ý kiến, ai nói hồn đạo sư chúng ta không thể đối kháng? Loại thi đấu dùng hồn đạo khí chính mình chế tác ra được tiến hành đối kháng ta còn rất là mong chờ đó. Số 96 cười ha hả rồi nói, ta cũng cho rằng như vậy, xem ra chúng ta quả là cùng chung chí hướng. Vừa nãy ta xem qua kết quả rút thăm, vòng này chúng ta cũng sẽ không phải chạm mặt.
chạm mặt cũng không sao, ta nhất định là sẽ thắng. Vũ Hào thoáng chốc ánh mắt liền trở nên sắc bén. Thật sao, phải đợi đến lúc ấy xem sao. Số 96 cười nhạt một tiếng, đứng lên, xoay người đi về hướng số 98 ở phía bên kia. Trên mặt của hắn cũng có thêm mấy phần khinh thường. Đối với tên thanh niên kiêu căng khinh người ngồi ở trên xe lăn này, hắn cho là mình đã thăm dò đầy đủ. Vũ Hào bĩu môi, không thèm nhìn hai người một chút nào. Muốn thăm dò ta, vậy thì người cũng từ từ thăm dò được rồi. Các vị khách quý, cuộc thi đấu sắp bắt đầu rồi. Nhân viên tiểu điểm đi vào thông báo. Số 96 cùng với số 98 đồng thời đứng dậy. Lần này bọn họ cũng không khiêm nhượng mà nhanh chân đi ra ngoài trước. Vũ Hạo ở phía sau, hai người hừ lạnh một tiếng, toát ra ý tứ hết sức là bất mãn. Số 98 trong mắt lóe ra một tia hung ác, vừa muốn phát tác lại bị số 96 kéo, lôi kéo hắn đi về hướng phòng khách màu vàng. Bên trong đại sảnh màu vàng vẫn là náo nhiệt như trước, mà hôm nay sân khấu trung tâm rốt cuộc là có thể chứa chấp ra được hết thảy tuyển thủ dự thi. Đài thi chế tác hồn đạo khí chỉnh tề bày ra ở trên sân khấu, tạo thành tượng hình vòng cung. Vũ Hào hai mắt híp lại, dùng tinh thần dò xét càn quét một vòng, lập tức cũng cảm giác được mắt trên đài kia từng vòng cung giống như là khách quý ở bên trong đã đều ngồi đầy người. Ở bên trong đại sảnh màu vàng, khu vực bình thường càng là không còn chỗ ngồi. Bên trong đại sảnh màu vàng xuất hiện ra một chút thay đổi, chính là ở đài thi đấu mặt sau xuất hiện một cái bình đài này cách xa khoảng 5 mét, hình chữ nhật, độ dài có tới khoảng 50 mét, hầu như kéo dài hết phòng khách màu vàng. Thế nhưng độ rộng cũng chỉ có 5 mét, toàn bộ bình đài giống như cũng là dùng kim loại chế tạo mà thành, bị nhiều dây thừng thép treo lên trên không trung. Kia lẽ nào chính là nơi hồn đạo sư so đấu lẫn nhau, đem khu vực hạn chế làm thành hình chữ nhật, hiển nhiên là thể hiện ra hết sức muốn giảm thiểu tình huống né tránh. Hơn nữa người tin tưởng nhìn thấy khu vực thi đấu này, ở thời điểm chế tác hồn đạo khí nhất định là sẽ có lựa chọn tạo tác ra món đồ thích hợp. Rất nhanh thì Vũ Hạo và Hòa thi đấu đều được nhân viên dẫn tới đài thi đấu. Vương Đông Nhi cùng Nana vẫn ở trong góc quan sát thi đấu. Lần này huynh đệ hai người Vũ Hạo rốt cuộc là không bị sắp xếp cùng nhau. Đài chế tác hồn đạo khí đều là 2-2 đối chiến. Việc chọn hồn đạo sư đối diện chính là thông qua rút thăm quyết định đối thủ. Còn về phần rút thăm thế nào, chủ sư giải thi đấu căn bản là cũng không hề có lời giải thích. Đây dù sao cũng chính là thế giới ngầm tổ chức thi đấu, bọn họ căn bản cũng không cần giải thích gì cả. Đối thủ của Vũ Hào số 48 là một tên thanh niên nhìn qua 26-27 tuổi, tướng mạo vô cùng xấu xí, mũi sụp mắt nhỏ, đầu tóc rối bời, hơi ố vàng. Ở giữa đỉnh đầu còn khuyết mất một mảng dáng dấp kia, thật làm cho người khác không dám khen tặng. Thế nhưng hắn lại có một ánh mắt vô cùng chấp nhất, căn bản không hề nhìn về phía đối thủ. Vũ Hào mà hướng bên kia ở đài thi đấu, nơi đặt các kim loại hiếm. Ở trên đài thi đấu đã là 3 tầng kệ, mỗi một tầng đều xếp đầy các loại kim loại. Tầng thứ nhất chính là kim loại thường, 2 tầng trên đều chính là kim loại hiếm. Riêng kim loại hiếm thì có 32 loại, chuẩn bị phong phú như vậy coi như cũng đủ để chế tác ra một cái hồn đạo khí cấp 7. Tích Thủy Minh vì kiểm nghiệm năng lực của những hồn đạo sư này có thể nói là đã chỉ tương đối lớn. Đừng quên rằng hồn đạo khí chế tác được là thuộc về sở hữu của chính hồn đạo sư đó. Riêng 48 phần kim loại hiếm như vậy cũng đã là vô cùng quý giá. Đúng lúc này trước đài thi đấu, ba cái bình đài nhỏ hình tròn từ từ bay lên. Ở trên mỗi cái bình đài đều có một vị lão giả đứng đó. Bình đài vẫn bay lên cho đến khi cao hơn đài thi đấu khoảng 1 mét mới ngừng lại. Lão giả đứng ở ngay chính giữa trầm giọng rồi nói: "Các vị hồn đạo sư, các vị khách, mọi người khỏe chứ? Ta là trọng tài trưởng của trận đấu này. Ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu, thời hạn là 2 canh giờ. Ở trong 2 canh giờ, các vị hồn đạo sư có thể tận lực dùng hết khả năng để chế tác hồn đạo khí. Mục tiêu của các ngươi chỉ có một, đó chính là đánh bại đối thủ. Người thắng sẽ được đi tiếp." Ở thời điểm hắn nói xong câu đó, các vị dự thi hồn đạo sư lúc này đều không hẹn mà cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối thủ đối diện của mình. Từ vòng trận đấu này, khen thưởng cho việc thi đấu thắng lợi liền trở nên vô cùng là phong phú. Vũ Hào từ nơi của thần an đã sớm biết được, lần tranh tài này nếu như giành được thắng lợi sẽ được khen thưởng 32 loại kim loại hiếm, mỗi loại 2 ký. Đây cũng chính là mục tiêu của mọi người đến thi đấu. Đối với hồn đạo sư mà nói, các loại kim loại hiếm tuyệt đối so với kim hồn tệ là càng có sức hấp dẫn hơn. Mà vào sâu thêm một vòng, có người nói kẻ thắng còn có thể có 5 cân. Hơn nữa số chủng loại kim loại hiếm cũng sẽ tăng cường đến 48 loại. Những loại kim loại hiếm này có một phần lớn đều đến là bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc mà cấm vận, giá trị của nó khó có thể đánh giá. Hồn đạo sư tóc vàng đối diện với Vũ Hào chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về hắn nhếch miệng một cái cười, lộ ra hàm răng nhô xỉ vàng nham nhở: "Huynh đệ người khỏe chứ? Ta tên là Cao Đại Lâu, đến đây đi, chúng ta so bì một hồi." Nhìn vì vóc người gầy nhỏ này, Vũ Hào cố nén không thể nào để cho mình bật cười. Vì Cao Đại này cũng quả nhiên là rất là có đặc điểm. Có điều, đối với ánh mắt chấp nhất của hắn, Vũ Hào có một chút tán thưởng. Hắn tuyệt đối trông mặt mà bắt hình dong, đặc biệt là trong trận đấu. Hắn biết ngày hôm nay mình muốn chiến thắng đối thủ này, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
Các thiên thủ dự thi chuẩn bị, trong tai trưởng trầm giọng quát lên. Cao Đại Lâu ngay lập tức là cúi đầu, ánh mắt của hắn cũng thuận theo trở nên sắc bén, nhìn chăm chú vào khối kim loại hiếm đã cân nhắc từ đầu. Vũ Hạo có vẻ là nhàn nhã hơn nhiều, giống như không có một chút nào sốt ruột vậy. Trận đấu bắt đầu, mở vòng cách âm bảo vệ. Trong tai trưởng quát to một tiếng, 12 cái đồng hồ cát đồng thời quay lại. Thời điểm toàn bộ cát chảy hết xuống là lúc kết thúc thời gian thi đấu. Mà ngay lúc này, các hồn đạo sư tiến hành thi đấu trên đài rút cuộc là cũng có vòng cách âm bảo vệ, không cần cấm khán giả phát ra âm thanh. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao ngày hôm nay có nhiều người đến xem như vậy. Hết thầy hồn đạo sư ngày phút đầu tiên bắt đầu là bận túi bụi. Cao Đại Lâu tay phải nhanh chóng tìm tòi, một khối kim loại hiếm đen kịt như mực mặt ở trên lại có điểm điểm ngân tinh liền rơi vào trong tay của hắn. Trong mắt hắn lộ ra tia mê say, hai tay lại như là nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mỹ nữ vậy. Vũ Hạo đối với dáng dấp của hắn vẫn cảm thấy hứng thú, tay phải hướng về phía đài chế tác hồn đạo khí ở một bên khoát tay, nhất thời cũng có một khối kim loại hiếm màu đỏ sẫm nặng đến một cân bay đến. Khối này kim loại hiếm vừa bay đến, lập tức liền có một luồng khí tức nóng rừng đập vào mặt. Đây chính là viêm dương thiết, một loại kim loại cực kỳ hy hữu chỉ sinh ra ở nơi có cực kỳ sâu trong miệng núi lửa. Trong 32 loại kim loại hiếm này, giá trị có thể xếp hạng thứ 5. Ngày hôm nay, Tịch Thủy Minh cung cấp nhiều kim loại hiếm như vậy, mà Thần An lại không còn là trọng tài trưởng. Vì không để cho mình biểu hiện quá mức rõ ràng, Vũ Hạo tự nhiên không đóng vai một tên thiếu gia. Vì lẽ đó ở thời điểm chế tác hồn đạo khí, hắn đương nhiên phải lựa chọn nhiều kim loại hiếm và quý giá một chút. Vì đối thủ đối diện với Vũ Hạo gần giống như vậy, trong tay của hắn chính là Tinh Ngân Cương. Ở trong 32 loại kim loại hiếm, giá trị vương vàng chiếm giữ đệ nhất. Loại kim loại hiếm này mật độ cực kỳ cao, hơn nữa đối với hồn lực có siêu cường lực lượng tương tác, bất kỳ hồn lực truyền vào bên trong đó đều có thể thông qua nó mà nhân đôi hồn lực nguyên bản, là vật liệu chế tác tụ trận pháp tốt nhất. Một cân kim loại như thế đặt ở bên ngoài, chỉ là giá trị cũng đến là 10 vạn kim hồn tệ. Nếu không như vậy, làm sao Vũ Hạo cảm thấy Tịch Thủy Minh lần này là dốc hết vốn liếng đây? Đương nhiên, đối với tình huống hiện tại, có ít nhất là hơn 10 triệu con bạc đang tham gia cá cược mà nói, nhưng cái này đều là món tiền nhỏ. Vũ Hạo nhìn số 48, Cao Đại Lâu lộ ra dáng vẻ mê say trong lòng thầm nghĩ. Người này hẳn là cho tới nay chưa từng thấy qua Tinh Ngân Cương, lần thứ nhất nhìn thấy nó cho nên mới si mê như vậy. Cao Đại Lâu cũng không có vuốt ve quá lâu, sau khoảng chừng một phút, sắc mặt của hắn bắt đầu là trở nên cẩn thận từng ly từng tí một đem Tinh Ngân Cương kia cố định ở trên đài chế tác trước mặt của mình. Sau đó tay phải từ thắt lưng liền lấy ra một thanh đao chủ. Vũ Hạo hiện tại cũng không vội chế tác hồn đạo khí của mình, hắn có lực lượng tinh thần mạnh mẽ tỏa chấn, chế tác hạch tâm hồn đạo khí so với các hồn đạo sư khác nhanh hơn rất nhiều. Hắn lại không muốn bại lộ toàn bộ thực lực của chính mình, đương nhiên sẽ không thể nào chế tác hồn đạo khí mạnh nhất, thế nhưng dĩ nhiên cũng tuyệt đối không thể nào thua trận thi đấu này. Bởi vậy hắn đã nghĩ rằng cách trước tiên là quan sát đối thủ một mình, nhìn đối thủ chế tác hồn đạo khí gì mới lập ra sách lược tương ứng. Cao Đạo Lâu lúc này hình như là không một chút nào kiêng kỵ việc Vũ Hạo quan sát mình, ngay khi chuôi dao trổ vào trong bàn tay của hắn lập tức bắt đầu chế tác. Chuyên gia vừa ra tay liền biết Cao Đại Lâu hạ xuống đào thứ nhất, Vũ Hạo trong lòng liền dùng mình. Dao trổ trong tay của Cao Đại Lâu lúc này nhìn qua toàn thân ngăm đen không hề bắt mắt chút nào, thế nhưng cắt vào Tinh Ngân Cương cứng rắn lại giống như là không tốn chút sức nào. Lưỡi dao trổ xé gió run run liên tiếp 3 cái, ngay trên Tinh Ngân Cương đều khắc ra 3 cái hộ hình to nhỏ đều nhau. Loại điều khắc này gọi là một đào ba chiến, tuyệt đối đừng coi thường 3 lần này, muốn làm được cũng cần phải nhiều năm khổ luyện mới có thể hoàn thành, không chỉ chính xác đến không thể nào tì vết, cường độ cũng phải phi thường đều đều. Ở loại kim loại hiếm Tinh Ngân Cương này, người bình thường tuyệt đối không dám dễ dàng sử dụng kỹ xảo như vậy để điêu khắc. Một khi điêu khắc hỏng, khối kim loại hiếm này coi như là phế bỏ, chí ít là không cách nào chế tác ra thành nhân trận pháp ở như trong kế hoạch ban đầu. Cao Đại Lâu không có nửa phần lưỡng lự một dao khắc xuống, trong tay của hắn dao chủ lại giống như là sống lại, tốc độ không tính quá nhanh, nhưng mỗi một đao đều đặc biệt ổn định. Đôi mắt nhỏ cực kỳ chăm chú nhìn vào Tinh Ngân Cương ở trong tay, quyết không có nửa điểm sai lầm. Hắn vừa nãy không chỉ là đang thưởng thức mà giống như còn thăm dò kết cấu Tinh Ngân Cương, bằng không tốc độ cũng không thể nào nhanh như vậy. Vũ Hạo vẫn không vội như trước, ngồi ở trên ghế trước đài chế tác, đơn giản đem viêm dương thiết ở trong tay mình thả xuống, chăm chú nhìn đối thủ Cao Đại Lâu. Cao Đại Lâu duy trì loại nhịp điệu ổn định này cũng mang cho hắn một ít linh cảm. Nếu dùng 4 chữ để hình dung quá trình Cao Đại Lâu chế tác hồn đạo khí, vậy thì là dày nặng cổ điển. Toàn bộ quá trình hoàn toàn chính là hóa phức tạp thành đơn giản, mỗi một đào xuống giống như là cũng rất nghiêm nghị, thế nhưng lại cực kỳ chính xác, không có nửa điểm sai lầm. Căn bản không cần nhiều đại đa số hồn sư trước tiên điều khắc ra hình thái cơ bản, lại chậm rãi đi điều khắc tinh tế.
hắn đều là hoàn thành cùng một lần. Toàn bộ hạt nhân trận pháp Cao Đại Lâu chỉ dùng 1 phút liền khắc họa hoàn thành. Một hình hộp chữ nhật mặt ở trên có rất nhiều ma văn tỉ mỉ, nhiều loại kim loại nhỏ hiện ra. Bản thân tinh ngân cường đã có điểm ánh sáng bạc tuôn lên, có vẻ càng thêm rung động lòng người, lóa mắt cực điểm. Nhìn nó, Cao Đại Lâu trong mắt tràn ngập vẻ mê say, thật sự xem như là mỹ nhân cực kỳ là yêu thích, lại không nhịn được mà nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần. Dáng vẻ quá dị của hắn khiến cho Vũ Hạo không khỏi có một chút không nhịn được cười, cười khẽ một tiếng. Cao Đại Lâu nhất thời là bị thức tỉnh, ngẩng đầu hướng về đối diện Vũ Hạo nhìn lại, liếc mắt liền thấy ở trước mặt của hắn khối viên dương thiết ấy vẫn y nguyên như trước. Ô huynh đệ, ngươi còn không bắt đầu làm sao? Ngươi xem, ta hạt nhân trận pháp thứ nhất cũng đã hoàn thành rồi, hai ta đang là đối thủ cạnh tranh đó.